Còn rất nhiều người muốn làm chứng mà vì thời giờ không cho phép, cho nên là chúng ta chỉ cố gắng thôi. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Con tên là Anna Trần Thị Thái, ở Nghệ An, nhà thờ giáo xứ Sông Ngọc, Nghệ An. Con được nhiều ơn của Chúa quá cha. Ơn thứ nhất là con bị đau sỏi thận đó cha. Mà con đi khám bệnh mà bác sĩ cứ nói con đau sỏi thận mà. Mà con uống thuốc hết tiền, hết bạc, con không còn tiền luôn á, mà cũng không hết bệnh. Xong rồi con được cái chị kia, chị giới thiệu cho con là cha chỉ đi bốc mổ của cha Diệp á. Về cái bây giờ chị đến đây được như thế nào? Thôi vắn tắt thôi, đừng có dài dòng nữa. Chị đến đây thì được ơn như thế nào? Dạ, cái xong rồi con xin ơn lòng thương xót Chúa. Tự nhiên cái con cũng hết bệnh á. Rồi con bị cái bệnh bú cổ á cha. Tự nhiên con xin Chúa cũng cho con hết luôn rồi cha. Rồi bệnh bố mẹ già con á, già rồi mà cứ tối ngày cứ bệnh đau không mà. Mà con không biết sao, con cũng kêu xin Chúa. Cái tự nhiên giờ bố mẹ con hết bệnh mà. Bố tám mấy, mẹ tám mấy rồi mà tỉnh lắm. Dạ. Con. Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho bố mẹ con một cuốn lịch nha, giáo điểm tin mừng và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Cho bố mẹ của con gửi về cho bố mẹ. Rồi, có dịp phải gửi cho bố mẹ chứ, đâu phải Tết mà con không về bố mẹ con à? Rồi. Đây là cái đề can lòng thương xót Chúa cho con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, có lẽ là chúng ta phải ngưng thôi vì thời giờ không có cho phép nữa. Xin khất những anh chị em mà muốn làm chứng xin để chiều ngày mai nha, 5 giờ.